tuần lễ chạm khắc Bí Ngô tại New York năm nay ghi nhận sự tham dự của nhà điêu khắc trứ danh khắp nước Mỹ Ray Winafen, người đem đến những sản phẩm độc đáo từ các bộ phận của quả bí ngô, lập kỷ lục thế giới với cân nặng 2.032 pound, tương đương 922 kg. Sản phẩm đầu tiên được nghệ nhân này chạm khắc là một con ong bắp cày với kích thước lớn hơn nhiều so với kích thước thực. Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người ở Mỹ đã từng khắc một quả bí ngô trong đời. Khi bạn khắc một khuôn mặt hay một cái gì đó vào nó sẽ trở nên sống động hơn rất nhiều. Sau khi có được cái nhìn tổng quan về sản phẩm, tôi bắt đầu đi vào chi tiết với việc tạo răng, lưỡi cho quả bí ngô. Winafen cho biết, việc chạm khắc và sáng tạo ra các sản phẩm từ bí ngô khá đơn giản. Một tâm lý thoải mái sẽ là nền tảng để tất cả các nghệ sĩ nghiệp dư tạo ra cho mình những sản phẩm mang phong cách độc đáo riêng biệt. Dự kiến phải đến cuối ngày Chủ nhật, nghệ nhân điêu khắc này mới có thể hoàn thành mọi công việc tại đây. Các sản phẩm này sau đó sẽ được chuyển đến vườn Bách Thảo New York. Tất cả sẽ được trưng bày tại đây trong buổi dịp lễ Halloween.